Và tiếp theo ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Day Picker để lock trong Android. Trong bài này thì mình sẽ tạo ra một cái Day Picker. Ở đây các bạn thấy mình có một cái button. Sau đó khi mình bấm vào thì nó sẽ hiển thị cho chúng ta một cái Day Picker. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn ngày. Bấm OK thì nó sẽ truyền cái ngày này vào bên trong cái edit text của chúng ta. Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn viết cái chương trình. Đầu tiên thì chúng ta sẽ new cho nó một cái empty activity các bạn nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ cho nó là Day Picker. Day Picker đi lắm. Tập tiếp đi. Rồi sau đó chúng ta sẽ bấm vào Finish. Tiếp theo thì chúng ta sẽ thiết kế trong cái Day Picker Deluxe của chúng ta bằng bóng có code. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng Linelia các bạn nhé. Ở đây chúng ta sẽ cho nó Orientation bằng Vertical. Ở đây thì chúng ta sẽ thiết kế cho nó một cái button Width bằng Grab Content, hai bằng Grab Content. Tiếp theo ở đây chúng ta sẽ cho nó một cái text, chọn ngày. Ở đây mình sẽ đặt cho nó một cái ID, PT chọn ngày, ví dụ như thế. Rồi chúng ta cũng có một cái edit text. Sorry các bạn, cái này này chúng ta sẽ cho nó là horizontal rồi nhé. Width. Ở đây thì chúng ta sẽ cho nó là tính quay. Quay sum mình sẽ cho nó làm 3. Cái này mình sẽ thuộc tính quay nó bằng 1. Ở đây thì mình sẽ cho nó bằng 2 rồi nhé. Width. Không DB. Ở đây thì không cần DB nữa các bạn nhé. 2 là khóa không tay. Rồi, bạn có thể bật qua design mình xem. Khóa không tay. Chọn cái này 1. Thì cái này leo quay bạn cho nó bằng 2. Mình ghi chỉ chọn cũng được các bạn, nó to quá. Ở đây mình sẽ cho nó bằng 4, ngày 1, ngày 3. Ok, ví dụ như thế nhé. Rồi ở đây chúng ta sẽ cho nó một cái ID, edit test ngày. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ có một lúc chọn cái lúc này. Tiếp theo thì các bạn bật qua bên cái activity main, chúng ta sẽ viết một cái sự kiện button. Ở đây chúng ta cũng sử dụng là Linelia các bạn nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ tạo ra cho nó một cái button with grab content. Ở đây chúng ta cho một cái test. Có nghĩa là khi mà click vào cái Picker Develop thì nó sẽ chạy qua bên cái Picker Develop bên này. Sau đó bạn vào Main Activity và chúng ta sẽ viết một cái sự kiện cho nó. Publish Void Show Picker Develop View Win. Ở đây chúng ta sẽ có một intent. Main attentivity.sys.
chúng ta sẽ chạy qua là dbpicker.class. Start activity intent. Tiếp theo thì chúng ta sẽ viết sự kiện on click cho nó. Ở đây chúng ta bấm thì nó sẽ chạy qua. À, các bạn bấm chọn ngày thì nó sẽ đổ ngày vào trong này. Ở đây thì chúng ta sẽ cho nó thuộc tính thiên. Ở đây thì chúng ta sẽ có thể là ngày tháng năm hoặc là năm tháng ngày tùy chúng ta các bạn nhé. Cái này là lát nữa thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm ngày tháng năm hoặc là năm tháng ngày. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ viết sự kiện trong cái dbpicker dialog. Đầu tiên thì các bạn sẽ vào bên trong cái dbpicker dialog activity của chúng ta. À, chúng ta sẽ khai báo các cái widget của chúng ta. Ở đây chúng ta sẽ có một cái button ngày. À, button là edit text ngày. Sau đó thì chúng ta sẽ khai báo một cái là year, một cái month và một cái là day kiểu integer. Và chúng ta sẽ có một cái symbol format. À, cái symbol format ở đây bạn muốn hiển thị đó là năm tháng ngày thì các bạn thì đây là năm tháng ngày. Bạn muốn ngày tháng năm thì bạn làm mừng như vậy là đây đây mình gì gì, ví dụ như là ngày tháng năm hoặc là tháng ngày năm, các bạn tùy các bạn nhé. Cái gì cái format này như thế nào thì nó sẽ hiển thị như thế đó các bạn nhé. Ví dụ ở đây mình không muốn là năm tháng ngày như thế này mà mình biết là ngày tháng năm, không phải là dấu gạch gạch giữa mà chúng ta sử dụng dấu triệt thì mình sẽ làm biết như thế này. Sau đó thì chúng ta sẽ view by ID cho nó các bạn nhé. Ở đây là chúng ta sẽ sử dụng là view by ID. Sau đó thì chúng ta sẽ viết sự kiện cho cái button. Ở đây chúng ta sử dụng on click ở trong HTML cũng được, hoặc là chúng ta sẽ viết sự kiện bên sinh ngày này chấm set on click listener bằng new view on click listener nhé. Rồi ở đây thì chúng ta có thể viết một cái là top get application context click để mình xem cái sự kiện này nó chạy hay không nữa. Sau đó thì chúng ta sẽ chạy lên. Đây, các bạn thấy sự kiện chúng ta đã chạy được rồi này. Sau đó thì chúng ta sẽ viết cái sự kiện này vào. Ở đây chúng ta sẽ viết cho nó một cái hàm là đây picker dialog. Đây picker dialog này mà chấm on day set listener. Ở đây thì chúng ta sẽ khai báo cho nó một cái tay. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ có một hàm on dataset và chúng ta sẽ viết sự kiện trong cái on dataset. Ở trong này thì chúng ta sẽ gắn dữ liệu cho nó year là bằng cái year của chúng ta ở đây các bạn nhé. Year là chúng ta khai báo đây này. Rồi sau đó thì month là bằng tháng và đây sẽ là bằng đây ngày của tháng. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ khai báo một cái Rego calendar, cái này C bằng new. Sau đó thì chúng ta sẽ set edit text của chúng ta này bằng cái này cái format này mà. Cái này symbol day format các bạn, symbol day format là cái này này. Rồi chúng ta sẽ format cái c.get ha. Rồi sau đó thì ta sẽ chấm phẩy. Sau đó thì chúng ta sẽ viết gọi cái hàm này này, cái hàm vào bên trong cái on click của chúng ta. Ở đây thì chúng ta có thể comment cái này lại. Ở đây chúng ta sẽ khai báo một cái calendar bằng cái instant. Ở đây chúng ta sẽ year bằng cái calendar này chấm get year này. Rồi chúng ta sẽ gọi get month, get day. Sau đó thì chúng ta sẽ gọi một cái day picker dialog bằng cái mday ở phía dưới này. Cái hàm ở dưới này chúng ta viết ở đây. Sau đó là chấm sau.
Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ chạy chương trình. Rồi ở đây thì chúng ta xem picker này, bấm chọn này. Ok, đây. Ngày tháng năm. À. Ở đây cái phần biểu hình này thì bạn sẽ chữa lại nha. Bây giờ mình đang là đây đây mình gì gì như thế này. Rồi, đây là chương trình của chúng ta. Các bạn thấy. Ngày 6. Ok nha. Ngày 8. Ok, đây là chương trình. Các bạn có thể là tham khảo code.